Chào mọi người, mình là Ngọc Linh, học viên của IELTS Fighter và ngày hôm nay mình đã cầm trên tay tấm bằng IELTS đầu tiên của mình với kết quả là 7.5 overall. Vậy nên hôm nay mình sẽ kể cho mọi người về quá trình học tập và ôn luyện của mình tại đây. Mình đã theo học tại IELTS Fighter gần 2 năm và mình không học ở một cơ sở cụ thể nào hết. Thay vào đấy thì mình đã học online trong suốt cả quá trình. Đầu tiên, để nói về đội ngũ giảng dạy thì trong suốt quá trình học mình đã theo học tất cả là 5 thầy cô và theo như trải nghiệm cá nhân của mình thì cả năm thầy cô đều rất là đáng yêu, vui tính và đương nhiên là tận tâm trong công việc. Mình thường hay thắc mắc và đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mà các thầy cô đều nhiệt tình giải đáp và hỗ trợ mình trong việc học, khiến cho mình cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình học cũng như là tương tác với giáo viên. Mình thấy đây là yếu tố khá quan trọng để đảm bảo được sự hiệu quả cũng như là tiến độ của học sinh. Tiếp theo là về lộ trình học. Sau khi làm bài test đầu vào thì mình được trung tâm sắp xếp một chương trình học khá là cụ thể, rõ ràng và cũng phù hợp với trình độ của mình ở từng thời điểm. Mình thấy các bài giảng của trung tâm được xây dựng khá tốt, bài tập cũng rất là chi tiết, đặc biệt là khi học lên các khóa cao thì sẽ có sự tập trung nhiều hơn và hai kỹ năng là writing và speaking, hai kỹ năng được coi là khó nhằn trong IELTS để giúp các bạn học viên êm những ban điểm cao có thể dễ dàng cải thiện hai kỹ năng này. Và cuối cùng, một điều khiến mình ấn tượng không kém chính là dịch vụ chăm sóc học viên ở trung tâm. Sau mỗi khóa học thì mình đều sẽ nhận được liên lạc từ trung tâm để hỏi về chất lượng giảng dạy của khóa học vừa rồi, hỏi xem rằng là có điều gì khiến mình không hài lòng hay không. Mặc dù mình học online nhưng mà mình vẫn nhận được sự hỗ trợ và theo dõi sát sao không kém gì với các bạn học trực tiếp hết. Tổng kết lại thì mình thấy IELTS là một trung tâm toàn diện với khá nhiều khía cạnh, với mức giá phải chăng và cũng là một lựa chọn uy tín đối với những bạn muốn học online tại nhà như mình. Vậy nên nếu như mà các bạn đang muốn tìm hiểu và học IELTS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể thử tham khảo qua IELTS Fighter nha.